Kỳ Lân Luxury xin trân trọng giới thiệu sản phẩm đồng hồ Rolex Datejust 126233 MOP là một phiên bản đặc biệt của dòng Datejust với mặt số MOP tinh tế. Vỏ làm từ thép không gỉ 904L kết hợp với vàng vàng 18K tạo nên sự bền bỉ và vẻ đẹp sang trọng. Mặt số MOP của đồng hồ là điểm nhấn chính, với màu sắc tự nhiên và vẻ bóng lấp lánh đặc trưng của hòn ngọc trai. Đặc biệt, nó được trang bị máy cơ tự động Rolex Calibre 3235 chất lượng cao và chính xác của Rolex. Bộ máy có khả năng chống sốc, chống tự tính, tính năng dừng giây và dự trữ năng lượng lên đến 70 giờ. Có thể thấy, Rolex Datejust 126233 MOP là một chiếc đồng hồ cao cấp, kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và tính năng hiện đại. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất tại đây. Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân, hotline 0901 247 247. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.